dấu hiệu nào để nhận ra Phật Di Lặc? Nhận ra Phật. Ai cũng là Phật hết. Chứ Phật khi mà Ngài nói chuyện á, Ngài thuyết pháp là một Ngài sẽ thuyết ba thời kinh, là ba tiếng sấm nổ á. Cái thời kinh đầu tiên là tiếng sấm đầu tiên, thời kinh thứ hai là tiếng sấm thứ hai, thời kinh thứ ba là tiếng sấm thứ ba. Đó là theo được biết là vậy, chứ không phải là súng đạn đâu. Từ lúc khai thiên lập địa, cha trời mẹ đất tạo ra nhiều ngôn ngữ khác nhau chi vậy anh Phan Đông hỏi. Câu này hay nghe. Đó thì cũng hỏi cho anh này, chẳng những nhiều ngôn ngữ, nhiều màu da, hồi xưa có màu xanh nữa, màu đỏ nữa, thêm nhiều quốc gia nữa, để làm chi? Để cho mình có sự ở trên bề trên dễ dạy và tạo nhiều đạo nữa. Nhưng mà tất cả đó chỉ có thượng đế thôi. Chứ còn mình cứ giả sử nha, mình mà một tiếng nói rồi.